Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chỉ còn gần một tuần nữa là Tết Nguyên đán, nhưng nhiều bến xe ở Hà Nội vẫn vắng khách, khiến không ít nhà xe tuyến cố định lỗ hàng triệu đồng mỗi ngày. Theo báo Lao động, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, các bến xe lớn ở Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Yên Nghĩa đều đã lên kế hoạch tăng chuyến, tăng xe, cam kết đảm bảo tốt an ninh an toàn trong và ngoài bến. Tuy nhiên, lượng khách vào bến đi xe đang thấp ở mức kỷ lục từ trước đến nay. Cận Tết mà bến xe Hà Nội vắng khách đến thê thảm, ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình chiều ngày 2 tháng 2 năm 2024, tức 23 tháng Chạp, tại khu vực cửa đón khách, lái phụ xe đứng mời chào đông hơn hành khách đi xe. Theo các lái xe tại bến xe Mỹ Đình, chưa bao giờ vào cận Tết mà khách vắng như năm nay. Nguyên nhân chính là do phương tiện cá nhân phát triển mạnh, cùng với đó là sự lộng hành của xe ghép, xe đi chung và xe dù. Làm nghề vận tải khách tuyến Mỹ Đình-Hà Nội, Cẩm Khê-Phú Thọ đã được gần 10 năm. Lái xe Nguyễn Đình Tiến cho biết, những năm trước vào thời điểm này, nhu cầu đi lại của người dân đã rất nhộn nhịp, hành khách chen nhau lên xe chứ không ảm đạm như năm nay. Sáng nay, xe tôi chạy từ Cẩm Khê về Mỹ Đình chỉ có 3 khách và hiện là 15 giờ 30 phút ngày 2 tháng 2 năm 2024. Xe đến giờ xuất bến mà xe không có một khách, cầm chắc lỗ 2 triệu, anh cho hay. Khách vắng, đường xa, trong khi xăng dầu không ngừng tăng giá. Cụ thể, giá xăng dầu ngày 2 tháng 2 năm 2023, xăng E5 RON 92 là 22.913 đồng một lít, tăng 760 đồng một lít. Xăng RON 95-3 là 24.160 đồng một lít, tăng 740 đồng một lít. Dầu diesel không quá 20.999 đồng một lít, tăng 620 đồng một lít, khiến nhà xe càng lăn bánh thì càng thua lỗ. Theo ông Đỗ Văn Bằng, chủ hãng xe Sao Việt, năm 2023, doanh nghiệp vận tải đã trải qua nhiều biến động, từ thị trường vận chuyển sụt giảm đến bất ổn trong công tác đăng kiểm phương tiện. Hiện tình hình kinh doanh đã từng bước ổn định trở lại, song vẫn chưa được như mong đợi. Mặc dù lỗ, nhưng hiện vẫn chưa có nhà xe nào đề xuất tăng giá vé. Cá biệt, một số nhà xe còn giảm giá vé đối với các trường hợp là sinh viên về quê nghỉ Tết, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện bến xe Mỹ Đình cho hay. Ông Vương Duy Dũng, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Hà Nội cho biết, dự kiến số lượng hành khách có thể tăng cao vào chiều ngày 27 Tết và giảm dần cho đến ngày mùng 2 Tết, sau đó lại tiếp tục tăng. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bến xe sẽ mở cửa liên tục xuyên Tết và luôn có xe hoạt động tại các tuyến vận tải hành khách phía Bắc. Cũng theo ông Dũng, ngoài tăng cường số lượng xe phục vụ người dân về quê đón Tết, đơn vị cũng yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên ứng trực để đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận tiện. Bến xe Mỹ Đình đã nâng cấp khu vực nhà chờ khang trang sạch sẽ để phục vụ hành khách ngày một tốt hơn. Cùng đó, ông Nguyễn Văn Lập, giám đốc bến xe nước ngầm cũng cho biết, khác với những năm trước, dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng khách vào bến đi xe rất thấp. Trung bình mỗi ngày có khoảng 300 lượt xe vào bến, nhưng phần lớn các xe xuất bến đều không kín khách. Bên cạnh vấn đề bến bãi, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an thành phố quyết liệt chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ, nhất là các tuyến đường cao tốc, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, không đi đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều đường, dừng đỗ trái phép, quay đầu xe tránh vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên đi vào làn đường khẩn cấp. Ngăn chặn và xử lý triệt để các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi đi qua đường ngang, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớm nước an toàn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.
Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Giao thông Vận tải, Thường trực Ban An toàn Giao thông thành phố có giải pháp siết chặt kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình, xử lý kịp thời đối với các phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về tốc độ. Chấn chỉnh ngay tình trạng chậm trễ cập nhật và xử lý thông tin liên quan đến phương tiện vi phạm từ thiết bị giám sát hành trình. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy trong dịp nghỉ Tết, giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc, xe chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định. Kiểm tra chỉ đạo các nhà thầu, bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ gây ra, rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, đường dẫn, lối vào đường cao tốc. Khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại. Có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa, không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố, tai nạn giao thông, nhất là thời điểm trước và ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên các tuyến trục chính ra vào nội đô, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay, bến cảng và khu vực tổ chức lễ hội. Bên cạnh đó, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông, phối hợp giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn giao thông. Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời thông tin về phương án tổ chức, phân luồng giao thông, phương án tổ chức giao thông, phục vụ các dự án có sử dụng lòng lề đường, kế hoạch phục vụ vận tải, hướng dẫn người dân lựa chọn phương tiện, thời gian đi lại phù hợp, góp phần giảm lưu lượng giao thông trong khung giờ cao điểm. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc men để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân. Có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương mình. Gần Tết, bến xe miền Đông mới thành phố Thủ Đức dù được đầu tư nghìn tỷ hiện đại, có ghế nệm, máy lạnh nhưng vắng khách. Trong khi đó, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, bế con nhỏ, chịu cảnh bụi bặm oi bức, ngồi vạ vật đón xe ở quốc lộ 1. Bến xe lớn và hiện đại nhất nước nhưng từ khi khai thác năm 2020 đến nay lâm vào cảnh ế khách. Đại diện bến xe miền Đông mới cho biết, có nhiều đơn vị vận tải không vào bến mà thuê văn phòng, điểm kinh doanh, bãi đỗ xe dọc các tuyến quốc lộ 1, 13, xa lộ Hà Nội, đường Võ Nguyên Giáp để giao nhận hàng hóa, đón trả khách. Số chuyến hoạt động tại bến chỉ đạt khoảng 3% so với công suất hoạt động đã được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh công bố. Trái ngược với bức tranh ảm đạm trong bến xe miền Đông mới là cảnh đông đúc nhộn nhịp người dân đón xe về quê ăn Tết ở điểm đón trả khách tuyến cố định trên quốc lộ 1 trước khu chế xuất Linh Trung 1, thành phố Thủ Đức. Nhiều thời điểm, xe khách dừng nằm đậu thành hàng cả chục chiếc, hàng trăm khách đứng ngồi mang hành lý lỉnh kỉnh, làm huyên náo cả khu vực trông không khác bến xe thu nhỏ. Chị Mai Thị Oanh, quê Bình Định chia sẻ, nếu ra bến xe miền Đông mới, tôi phải tốn thời gian, mất thêm tiền đi xe ôm hay taxi. Trong khi hãng xe tôi thường đi lại không có trong bến, gọi điện đặt vé là họ hẹn ra đây đón. Điểm đón trả khách tuyến cố định này được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào khai thác từ năm 2017 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong quá trình đi lại. Nhưng do cơ quan chức năng không quản lý tốt nên đã biến tướng thành bến cóc. Điểm đón trả khách tuyến cố định trở nên lộn xộn, bát nháo. Nhiều xe khách giường nằm đi qua đây thường tấp vào, mở cửa xe để trèo kéo khách. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.